Xong nhà xin chào các bác. Em vừa dọn xong được một chiếc máy rửa bát Panasonic TR7. Rất là đẹp. Đây là cái model, nếu mà nói cái TR7 thì mà cái mẫu mã này thì nó là cái model cao cấp cuối cùng nhất của cái mẫu mã Panasonic. Đấy, sau đó thì nó sẽ đổi mẫu mã một chút. Cái mẫu TR7 này thì các bác khách hàng tìm mua rất là nhiều. Đời nó cũng khá là cao. Chiếc này thì bên em đã làm hình thức các bác trắng đẹp sạch đẹp long lanh hết rồi nha. Các bác về vừa dùng vừa trưng bày rất là đẹp luôn. TR7 các bác nhé. Panasonic TR7. Công nghệ Econavi. Thời gian sấy, chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C, đèn báo chu trình rửa. Một con máy hình thức khá là đẹp. Phần lưng của nó cũng rất là đẹp các bác này. Phần lưng rất là phẳng đẹp nhé. Một con TR7 sản xuất 2014. Được 2014. Series máy 00556. Rửa với nước nóng bỏng luôn 80 độ C. Răng chỉ đẹp. Nội thất sạch. Đối với cái sang cái model TR7 thì các bác nhìn thấy cái nội thất trong này thì cái này nó chuyển sang thành màu vàng. Đấy, cái phần nhựa này nó cũng đổi màu một chút thôi. Còn về cơ bản thì nó cũng không có gì khác các model kia. Đấy, phần bên trong máy móc thì TR7 thì nó cũng nâng cấp lên một chút rồi. Đấy, tay cửa thứ sạch đẹp quá nhé. Xếp mà đây là 12 cái bát con. Nói chung thì cái dòng TR thì theo như đánh giá vẫn là một cái dòng lành bền, ngon bổ rẻ, phù hợp với các bác mà kinh tế mình vừa phải. Đấy, mẫu mã là thiết kế cũng rất là sang đẹp. Trông thì mình nhiều khi đặt ở những cái vị trí này nó không được sạch đẹp lắm, chứ còn các bác mà đặt vào các cái gian bếp ấy thì trông nó cũng rất là đẹp. Cái chiếc này giá thành bây giờ rất là tốt. Ở nhớ cái thời điểm giá thành cao nhất em bán cái chiếc này là 8,2 triệu. Thời điểm giá lúc cao nhất các bác nhé, 8,2 triệu. Đấy, bây giờ thì các bác mua bây giờ có giá là 4,8 triệu nhé. Giá 4,8 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Máy Nhật mà, cho nên là nhiều bác không hiểu cái biến áp là gì. Tức là máy Nhật nó chạy điện 100V thì các bác phải mua một cái bộ chuyển đổi nguồn điện từ điện lưới 220V của mình xuống điện 100V thì các bác mới chạy được cho máy này nhé. Đấy, cái bộ chuyển điện đấy 1.500W thì em bán là 500.000. Còn giá TR7 giờ này quá rẻ các bác ạ. Chiếc này giá là 4,8 triệu nhé, bảo hành 12 tháng cho các bác. Máy rất là lành bền, siêu tiết kiệm điện nước. Các bác nào có nhu cầu mua các bác liên hệ nhé. Chào các bác.